Nhóm phụ nữ miền Tây xin kính chào cô, chú, anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Nhân rất là vui và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho chị Kim Loan đi chợ mua hoa và mua trái cây dâng lên mẹ Quan Âm. Thì sau khi tượng mẹ Quan Âm đã được sửa chữa hoàn thành thì cầu bình an và sức khỏe cho gia đình của chị. Thì bây giờ thì Nhân đang có mặt tại tiệm trái cây của chị Kim Hồng. Mời cô, chú, anh chị và các bạn cùng vào trong lựa trái cây với Nhân nha. Cô Hồng ơi, con muốn lựa trái cây đặng làm cái vỏ trái cây luôn á cô. Đây là trái hồng, táo. Cô Hồng thì bán rất là nhiều loại trái cây luôn. Dạ, cô ra lựa với con nha, tại vì nhắm để vô cái vỏ quà, vỏ hoa, vỏ trái cây á. Cái này là lê với bưởi. Ở đây mình sẽ lựa mãng cầu. Mãng cầu là lựa trái còn cứng cứng nha cô Hồng. Này cô ra lựa tiếp con đi. Mãng cầu này là mãng cầu ta phải không? Mãng cầu ta. Dạ. 4 trái được rồi. Dạ. Rồi. Cái dài trái hồng nữa đi con. Dạ. Hồng là mình lựa nó đỏ gì là nó vàng. Cái màu bự á, trái bự. Trái bự ha. Ừ. Để dài cái táo luôn. Dạ. Táo này gọi là táo gì cô Hồng? Táo Mỹ rồi. Dạ, táo Mỹ. Được cái nào còn cái cuốn nó đẹp á. Cam này là cam Nhật luôn hả? Cam Mỹ. Ui, rớt cái cuốn. Chắc lấy thanh long luôn hay cô Hồng ha? Thanh long vừa không? Thôi thổi thanh long đi. Dạ. Thổi thanh long. Dạ. Nó cũng đẹp. Con để chỗ mình. Chắc sao cho nó bắt mắt. Hết dừa. Lấy cái gỗ khác. Làm cho con một cái vỏ lớn nghe cô Hồng. Này con dựng như vậy. Dạ. Vỏ này cô làm cho con hả? Ồ, dễ thương quá ha. Vậy cô gói cho con nghe, con qua kia con mua hoa. Rồi. Dạ. À, vậy cân cho con đi, tính giá tiền cho con, đặng con biết con qua mua hoa. Cầm đi, 70 củ nha con. Dạ. 70 ngàn. Bưởi 70 ngàn. Hồng. Cái hồng 80. Cam Mỹ. Cam Mỹ 2. Cái này nó 270. Bảo đi. À, khô quá. 4 kg nó 32. 320 cái nghệ màu vàng còn 301 cái lộn. 301. Món cầu là 170. Do 200. Thank you.
bơm mới nãy 130. Hai trăm tư xài 2, 4, 6, 7 món 2, 4, 6, 7 món tính cái vỏ không còn 80 70 80 301 170 200 sau khi mà căng xong tính tiền thì Nhàn đã cộng ra số tiền là tổng cộng là 1.280.000 thì chị Kim Loan có gửi về cho mấy chị em là tổng cộng là 100 đô tương ứng với số tiền Việt Nam là 2.400.000 đồng. Thì mình mua trái cây xong là 1.280.000 đồng thì còn lại thì sẽ qua mua hoa gửi tiền cho cô Hồng. 1.280.000 rồi nhảy 2, 3, 4, 5 1.280.000 Thôi còn lại 120 đúng không? Chắc vô cái vỏ cho con đẹp đẹp nha, xíu con lấy luôn á. Dạ, cảm ơn. Nhàn đang có mặt tại tiệm hoa tươi Xuân Trang của chị Trang á cả nhà. Thì đối diện với tiệm trái cây. Chị Trang, cắm bông cho người ta đẹp quá trời luôn nè. Lựa cho em một vỏ nha. Vỏ muốn dạ. Cắm cái gì? Em cắm để cúng hoa tỉnh Hắc Diên Lạc á. Dạ. Chị phải mua quệ đỏ đi, quệ đỏ mới về. Thường thường mà gửi cúng chùa mấy ngày ngày Tết ta hay mua quệ đỏ nó cắm lên cho nó đẹp. Dạ. Cúng trong chùa nhìn cho nó sáng. Nó quệ đỏ nó mới về đó. Đẹp quá ha. Đà Lạt luôn á chị. Đà Lạt em. Gọi Đà Lạt chứ mình đây trồng đâu được đâu. Đây trồng quệ trắng không à. Chị Trang ơi, cái vỏ mà tầm 1.000.000 mấy lấy cỡ bao nhiêu? Chị lấy cho em đi. 60 quệ. 60 hả? Này là 1 chục hả? Cái đó là một bó gì đó là 1 chục đó, cái này là 60 nè. Tắm nhìn nó bự thì mình mua được xin nó đẹp. Rồi giờ gom nguyên thùng này vô đúng hả? Còn có 6 bó nè. Hỏi nào. Trời nặng dữ lắm chị Trang. Rồi gì nữa chị lấy cho em đi. Để đâu. Ai da. Trắng mình làng nó đẹp. Tắm đỏ ơi. Làng trắng đỏ gì nè nhìn nó đẹp. Làng trắng nha. Rồi làng trắng. Làng trắng với đỏ lên nhìn nó đẹp chứ mình cắm thanh liễu nè. Dạ. Làng Tết là thanh liễu là tên nè. Tên nó đẹp mà có ý nghĩa. Thanh liễu. Thanh liễu. Đẹp quá ha. Cái đó lâu tàn á. Nó dạ. Không có bụng luôn mà cái bông nó không nguyên trăng. Rồi. Còn nhớ gì thêm nữa không chị? Trang với một ít bi trắng. Này đẹp lắm. Này là gì chị? Bi. Bi trắng hả? Ừ. Đẹp lắm. Mình để vài cọng vô thôi cho nó sơn. Cũng bền ha. Cũng lâu quá. Nó khô luôn rồi. Cái nào? Vậy đó hả? Vậy đó 8.000. Cái này mình để vô nó khô luôn mà nó không có rụng. Có cây dạ. Nhỏ không chị? Nhỏ bên đây nè. Đợi chút em bưng vào bánh cho chị. Đẹp quá. Hoa ly đẹp quá nè cô chú anh chị và các bạn. Tươi tươi gói luôn mà thơm nữa. Cái nào lâu cũng được không? Có bông mới nữa. Ừ, mới nó lâu. Còn thêm gì nữa không chị? Tầm 1.000.000 ngoài chịu hơn á. Đó tại em cắm vậy đi nhưng mà thà nó nhiều, mình thà mình nhiều loại ba thứ thôi nhưng mà nó đi đôn lên nó nhiều. Thay vì mình mua nhiều thứ mình nó khách hỏi. Dạ. Mình cắm dày lên nó nhìn nó đẹp hơn là nó giống như kia tương tự giống gì nè. Dạ. Mình cắm dày lên nó nhìn nó đẹp mà nó cao ha. Đẹp quá chị ơi. Ra cao cỡ em nè em thấy. Đúng không? Rồi. Nó cao cỡ em rồi đó. Nó mới đẹp. Dạ vậy tính tiền cho em nha. Nhiều đó thôi đúng không? Dạ. Mà cắm cao lên ha. Mình cắm cao lên gì nè mình nhìn nó đẹp. Dạ. Cái này chưa có thêm vô. Dạ. Mình thêm mấy cái này vô nữa nè. Dạ. Cái đầu nhìn nó sáng không? Tại vì mấy cái màu này nó cũng nó đẹp nổi. Rồi vậy tính tiền cho em đi. Ghi cái này ghi vô đây giùm em đi. Rồi. Qua ly bữa nay đẹp quá chị ha. Tại vì mấy ngày gần ngày cúng. Đây quay tới gầm nè, đợt 16, 17 nè, bắt đầu tới vía là dạng hay gì á.
Dạ. À, số tiền này là chị 60, huệ là 360 ngàn, rang là 300 ngàn, này thanh liễu là 300, bi 50 ngàn. À, này là gì chị? Xốp với vỏ quà, vỏ lá là 100 ngàn đồng, tổng cộng là 1.110.000 đồng. Số đẹp quá. Dạ. Em trả tiền chị luôn nha. Rồi. Hồi chị cắm cho em tựa tựa giống này nè. Rồi. Xong rồi em ghé em lấy luôn. Rồi ok. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 10 ngàn đi ra. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em. Sau khi Nhàn đi mua trái cây và hoa thì hiện tại là Nhàn và chị An đang ở tỉnh Thất Diên Lạc, thì rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà tượng Phật Mẹ Quan Âm đã được hoàn thành. Bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong để ngắm nhìn một lần nữa nha. Giờ này trời nắng đẹp luôn. Nhìn xa xa là chị thấy đẹp rồi đó Nhàn ơi. Đang làm ở trên phần sau hay vậy chị ha? Phần sau là cái những cây tre hình như là chưa hoàn thành. Dạ. À. Em chào anh Nguyên nha. Dạ. Nha. Dạ. Hôm nay anh Nguyên làm có một mình thôi hả? Hả? Nay hôm nay anh Nguyên làm có một mình thôi hả? Dạ hôm nay ngồi nè. Dạ. Dạ cô chú anh chị và các bạn ơi, thì sau khi mà bức tượng Mẹ Quan Âm đã hoàn thành rồi rất là đẹp luôn, thì chị Kim Loan có nhờ mấy chị em là chuẩn bị giùm cho chị là một cái giỏ trái cây rất là đẹp luôn, và thêm nữa là một những cái bông hoa, cái lẵng hoa rất là đẹp luôn. Hôm nay thì chị Kim Loan hỷ cúng cho tỉnh Thất Viên Lạc để cầu bình an, cầu sức khỏe cho gia đình, gặp được nhiều may mắn. Xin phép cô chú anh chị và các bạn được cho mấy chị em cúng. Dạ, yeah. Thì hôm nay thì những trong những cái video trước á, thì chị Kim Loan có nhờ Út Nhàn đi đến chùa, đi đến tỉnh Thất Viên Lạc để mà làm lại cái tượng Mẹ Quan Âm á. Khi mà mình cạo ra mình sơn lại thì hôm nay cũng là tới ngày hoàn thành rồi. Thì ngày hôm nay thì cũng rất là tốt luôn. Thì gia đình của chị Kim Loan thì có nhờ mấy chị em tới đây để mà cúng. Thì cho các cô chú anh chị và các bạn xem qua cái tượng Mẹ Quan Âm mà đã hoàn thành xong nha. Anh Nguyên Sơn thì rất là đẹp. Anh Sơn ơi, anh Nguyên ơi, anh có thể xuống với em một chút được không? Được, có gì đâu. Dạ, thì hiện tại thì anh Nguyên đang sơn những cái phần cây tre, đúng không chị? Dạ. Cây tre ở phía sau, cái màu xanh rất là đẹp luôn. Thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp luôn, nắng gắt. Nắng rất là tốt luôn. Thì hôm nay thì mấy chị em cũng đến đây để cũng gặp sư thầy ở tỉnh Thất Viên Lạc, pháp danh là Giác Nguyện. Thì hiện tại thì thầy đang có khách ở bên trong, thì trước mắt là hai chị em sẽ gặp và trao đổi cái phần chi phí mà sau khi mình hoàn thành cái tượng Mẹ Quan Âm cho cái tỉnh Thất Viên Lạc. Thì ở đây thì phần chi phí thì anh Nguyên nắm rất là rõ luôn, thì mấy chị em sẽ gặp anh để mà trao đổi cái phần chi phí. Nha. Yeah. Cao quá, cao rồi. Cẩn thận nha anh. Dạ. Yeah. Quen rồi. Dạ quen rồi hả? Dạ. Yeah. Hôm nay anh Nguyên làm một mình thôi hả? Nay làm ơi nè. Dạ. Yeah. Hồi bữa thì làm hai thằng, bữa nay làm ơi nè. Dạ. Yeah. Thì không biết là cái tượng của mẹ đó là anh Nguyên làm trong thời gian bao lâu mình đã hoàn thành rồi anh Nguyên? Cái này làm
gần tháng rưỡi, tháng rưỡi. Dạ, tháng rưỡi. Tại mưa gió hoài đâu rồi. Dạ, không biết là anh Nguyên sơn cái màu sơn gì mà cái tượng rất là đẹp luôn á, có thể cho em biết cái không? Cái này nước sơn của thằng thiệu đó gì. Dạ. À, cái tại sơn này hai nước kèm hai nước màu, nhưng mà xịt cái loại mà CK bảo vệ tờ B á nó mới bóng vậy. Dạ. Chứ tự mình sơn đâu bóng lại. Rất là bóng luôn anh, em thấy rất là đẹp luôn á. Ờ dễ chùi. Dạ, mình cũng dễ lau chùi. Dạ. Cái kia mình chùi nó rất đẹp luôn nè, độ bóng rất là nhiều luôn. Giống như là chén CK ở ngoài nó bóng. Dạ. Vậy là anh phải làm tới 6 lớp hả anh? Mình 6 lớp mới gọi mới hoàn thành được, tại vì bảo vệ lâu, lâu lâu mới làm lần. Còn phần tre phía sau của tượng mẹ đó thì anh bao lâu nữa thì hoàn thành anh? Cái này hả? Dạ. Theo làm anh chừng cả 2 tầng lái nữa. Dạ. Tại vì nó làm khó khăn trên đó, nó leo trèo. Dạ. Như người ta quen không đứng không quen á, lận hơi chóng mặt liền. Dạ. Tại thằng Khởi kia nó đâu dám leo vậy. Dạ, còn phần cái tre này là mình sơn mấy lớp anh Nguyên? Này 2 lớp thôi mà, 2 nước. À. Những cái cây tre sơn cái màu lên rất là đẹp luôn á. Màu xanh đẹp quá anh hả? Nha. Thì 2 tuần nữa thì mình mới hoàn thành cái phần tre ha anh? 2 tuần nữa mới có rồi. Nha. Tại vì tre này trên cao khó làm á. Dạ, cái này chắc anh phải chuẩn bị tỉ mỉ á. Sơn từ ly từ tí á. Dạ. Dạ, chào thầy. Dạ. Tốt nhiên là chờ thầy. Dạ. Dạ. À, anh Nguyên ơi, mình qua chung với sư thầy với em chút nha. Dạ. Dạ, anh Nguyên cùng với em nha. Dạ. Chào thầy. Dạ. Có một tìm cô mới ha. Dạ, chị của cô cũ. Chị cũ hả? Dạ. Thầy ăn cơm xong chưa? Dạ. Nam thầy cũng ăn trễ hả? Dạ. Dạ. Thầy có tiện lên không? Được. Dạ. Được. Dạ. Để đi xa không được. Dạ. Thầy có cần con hỗ trợ thầy không? Dạ. Sợ đi luôn. Dạ. Thầy đi từ từ thôi. Nó sưng rồi thấy chưa? Cái chân nó bị phù hả? Phù. Dạ. Thường ngày thầy có đi nhiều không? Sư ngồi nhiều, sư không bị phù nữa. Dạ. Ngồi nhiều, có khách nhiều là phù. Dạ. Nó bị có bị nặng cái chân không thầy? Nặng. Ừ. Rồi thầy có đi khám bệnh không? Sư điều trị hoài đấy chứ. Dạ. Điều trị hàng tháng. Dạ. Rồi mình đi bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán bệnh gì hả thầy? Sư bị thần kinh, chân. Thần kinh chân. Rồi sư bị thận, bị gan. Dạ. Chị của mình. Dạ, chị ruột của Út Nhàn. Dạ. Dạ, giờ chân có thầy khó khăn á, cho nên là mình đứng ngoài này đi. Dạ. Thầy đứng có ảnh hưởng tới sức khỏe của thầy không á? Được, không sao. Dạ. Thì hôm nay thì đến thì con xưng pháp danh ha. Pháp danh của thầy là Sư Giác Nguyện. Giác Nguyện. Dạ. Thì hôm nay thì gần đến thì cũng đại diện cho gia đình của chị Kim Loan. Thì sau khi cũng nghe anh Nguyên nói là cái bức tượng mẹ Quan Âm cũng đã hoàn thành xong rồi. Thì qua xem thì anh sơn rất là tỉ mỉ, cũng rất là đẹp luôn. Thì còn phần tre phía sau của mẹ bà đó thì khoảng 2 tuần nữa thì anh nói sẽ hoàn thành. Thì sau khi mà trao đổi với anh Nguyên á thì anh Nguyên cũng có nói là chi phí thì trao đổi qua với thầy. Dạ. Nhưng mà xin phép thầy là cũng mời anh Nguyên lên đó để mình nói rõ hơn là Nguyên bao ơi. Nhiêu á. Dạ. Anh đây. Hôm trước thì Út Nhàn qua thì có tham khảo là phần chi phí thì anh cũng ước chừng thôi là 25 đến 30 triệu. Và cũng gần là tới ngày hoàn thành rồi thì không biết là chi phí mình có thay đổi hay là như thế nào, có thể thầy cho em biết nha. Cho con biết. Dạ. Thằng phần chi phí á, khi mình hoàn thành chi phí mà sư chưa có tính mà. Trả dồn tới hoài. Dạ. Người chưa có tính, tại chưa có xong á. Dạ. Người sư cũng chưa có tính được. Dạ. Thì không biết là tới thời điểm hiện tại là mình mua hết bao nhiêu chi phí hả thầy? Không biết.
Dạ em không biết cái bằng này là của anh Nguyên Nắm hay là của anh thầy á. Tức là cái phần sư chi trả. Dạ. Tiền từng hàng tháng. Dạ. Tiền hàng tuần. Dạ. Tiền công hàng tuần. Dạ. Tiền minh vật tư xây xây tượng, sửa tượng. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay sư mua cái dồn trả dồn tới ngoài cũng chưa có nắm là khoảng bao nhiêu mà ước nữa. Ước trên là phải trên 20 rồi đó. Dạ. Ừ. Trên 20. Dạ. Phía anh Nguyên ơi. Dạ. Thì hôm nay thì phần chi phí thì như thầy đã nói á thì tầm khoảng ước chừng là hơn 20. Nhưng mà ở đây thì gia đình của chị Kim Loan thì hoan hỷ cúng dường để mà mình làm cái tượng mẹ Quan Âm đó. Thì chị có vẽ và cho con là chi phí là 30 triệu đồng. Thì giống như lần trước là sư thầy với lại anh Nguyên có trao đổi với lại Út Nhàn rồi. Thì hôm nay thì con với Út Nhàn cũng đại diện qua đây để mà trao lại cái chi phí đó cho thầy nha. Dạ. Dạ, hôm nay thì con đại diện cho gia đình của chị Kim Loan đếm lại một lần nữa nha. Để mà con trao đúng chi phí mà chị đã dành lòng tin cho con á. Chào cho thầy. Gì? Dạ, con tên Thúy An. Dạ. Dạ. Này cũ hả? Dạ. Cũ không? Dạ. Cũ ư ư hay gì? Chị trước với chị với Nhàn. Hả? Nhàn với trước đó. Trước. Dạ, ở đây là 60 tờ, là đúng là 30 triệu. Thì ở đây con đã đếm qua rồi, thì con gửi cho thầy. Dạ, thầy Dễ Thun. Dạ. Cho thầy cộng Dễ Thun, dạ. Thì ước khoảng nhiêu cái gì, cái có gì thì sư dạ. Sẽ mua với chi trả. Dạ, rồi. Cho con gửi thầy. Cho hoàn dạ. Tất hết. Dạ. Làm tượng, rồi làm bụ tre, rồi xung quanh đó là cái nền lục giác, cái nền dưới. Dạ. Nói chung là làm mới là hết. Dạ. Từ sáng sáng hết luôn. Dạ, sáng hực luôn. Dạ. Con nhìn thấy tượng làm nó đẹp không? Dạ rất đẹp luôn. Tại vì mấy năm trước thì con cũng có qua rồi, thì tượng mẹ thì cũng đã cũ á. Thì hôm nay thì qua thì con thấy hơi bất ngờ là cái phần tượng mẹ sơn lại rất là đẹp. Cũng là cái anh Nguyên rất là nhiệt tình luôn khi làm lại cái phần tượng mẹ. Làm kỹ lắm. Con hy vọng là sau khi hoàn thành hết thì mọi thứ đều sáng sủa, đều rực rỡ, để mà cầu mong cho tất cả mọi người luôn được gặp nhiều may mắn, gặp nhiều hạnh phúc trong cuộc sống trong năm nay cũng như trong những năm tiếp theo. Cầu mong cho gia đình của chị Kim Loan cũng là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc và thành công nhiều hơn trong cuộc sống, trong công việc. Cầu mong sức khỏe cho thầy luôn, nhiều cái niềm vui, mau hơi chống hết bệnh nha thầy. Rồi chứng minh công đức cho gia đình cô Loan. Dạ. Kế tiếp là cho gia đình của ba đứa con. Dạ. Cũng tiếp nối với cô Loan để đến để mà hỗ trợ tiếp kinh phí thì sửa tượng. Dạ. Cũng như lần trước cũng tiếp cho sư chi phí trong chùa. Dạ. Sư cũng chứng minh công đức cho gia đình cô Loan cũng như gia đình của các con được nhiều điều tốt đẹp. Dạ. Lúc nào đầy đủ, mọi người đầy đủ sức khỏe, rồi an lạc trong cuộc sống. Dạ. Thêm là thật nhiều cái điều tốt đẹp đến với gia đình cô cũng như tụi con. Yeah. Để con làm nhiều cái công tác lợi ích cho đời đạo nhiều hơn nữa. Yeah. Dạ, con cảm ơn thầy. Chúc thầy nhiều sức khỏe. Chúc gia đình anh Nguyên cũng nhiều sức khỏe. Dạ. Thì hôm nay thì em giúp nhẹ thật sự rất là vui luôn chị ơi. Thì ước nguyện của chị thì em với Út Nhàn thì rất là vui khi đi cùng thực hiện
Thì em xin chúc cho gia đình của chị Kim Loan thật là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn niềm hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày, trong những năm sau. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Chào chị, với con chào sư thầy.